Hình ảnh Thủ tướng dự hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Sáng ngày 6 tháng 9, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 26, hội nghị cấp cao ASEAN Hàn Quốc lần thứ 24, hội nghị cấp cao ASEAN Nhật Bản lần thứ 26. Các hội nghị này có sự tham dự của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng lãnh đạo các nước ASEAN. Phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự phát triển của Trung Quốc có vai trò to lớn cho sự phục hồi, phát triển kinh tế toàn cầu, nhất là sự phát triển thịnh vượng, vững mạnh của khu vực cũng như ASEAN. Vì Trung Quốc có nền kinh tế phát triển thứ hai thế giới, ASEAN có nền kinh tế thứ năm thế giới, hai bên phát triển sẽ tạo cơ hội cho nhau tốt hơn. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3, hội nghị cấp cao ASEAN Mỹ lần thứ 11, hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Canada.